Áo làng nhá. Hôm nay mình nói với các bạn áo làng chúng ta giải hôm nay sẽ là 2 triệu đồng. Có bao giờ các bạn nghĩ tại sao đi bạn mẹ áo làng hôm nay lại 2 triệu đồng không? Đơn giản hôm nay chúng ta có nhà tài trợ. Thỉnh thoảng nhận cái tài trợ về cho giải áo làng nó hấp dẫn một tí. Và hôm nay ai là nhà tài trợ cho các bạn nhìn các bạn hiểu luôn rồi đúng không? Đó là Amota. Amota là cái gì đây? Mình sẽ phải giới thiệu qua các bạn ngắn gọn thôi cho các bạn hiểu. Và cái này mình cũng mong là các bạn ủng hộ vợ chồng mình cái vé xem phim luôn. Làm cách nào để có cái vé xem phim? Đầu tiên các bạn tải Avota về ở Nguyễn Tiến Thành nhá. Các bạn đợi mình tí nha. Các bạn có thể tải cái Avota ở bất cứ iOS hay là ở Android, nó gọi là gì ta? Google Play à? Ờ, Google Play. Hoặc là các bạn có thể xem cái link ở bên dưới. Bên dưới mình có một cái link để tải ấy. Có Ngọc Dương nhá các bạn. Các bạn tải xong rồi nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Đây là cái giao diện của ví Apota. Và cái này nó là một cái ví điện tử thì có lẽ là nói là các bạn cái ví điện tử cho các bạn hiểu mẹ rồi, nó có chức năng nạp thẻ này. Nhưng mà ở đây nạp thẻ nó có chiết khấu các bạn luôn. Có người hâm mộ nhá. À CH Play à? Ờ xin lỗi nhá, CH Play. Rồi ok. Ở đây nó có chiết khấu các bạn luôn. Ví dụ như là đây mình quan tâm nhất là cái thẻ Ghana này được chiết khấu 4,5% chẳng hạn này. Nó gọi là hoàn tiền hay là chiết khấu đéo gì đấy. Đây nó có luôn cả thẻ Vcoin này, Scoin này, Gate này. Có luôn cả Apple này. Apple nếu như mà mình không nhầm thì nó là cái mà để nạp tiền vào. Cảm ơn bạn đang phê thuốc nhá. Uầy, bạn đừng tỉnh nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Bạn đừng tỉnh nhá. Bạn cứ phê tiếp đi. Cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn đang phê thuốc nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Thank you bạn. Đây các bạn có thể nạp thẻ điện thoại này, Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnam Airlines, à nhầm, Vietnam Mobile, cả Beeline này, xong rồi thẻ game các bạn có hầu như là có đầy đủ hết và các bạn có cả chiết khấu luôn. Và cái này mình đang rất là quan tâm này. Cái này chắc là để sắp tới mình sẽ nạp thử thẻ Ghana của này từ chiết khấu 4,5% thử xem. Ok nhá, cái thứ hai là cái hay vãi cả lìn này. Là các bạn hãy giới thiệu cái này cho bạn bè thì các bạn sẽ nhận được lượt quay. Ví dụ như mình có một cái mã giới thiệu đây, các bạn nhìn thấy không? Cái mã giới thiệu bên dưới này. 0328855573. Các bạn có thể nhập cái mã giới thiệu này ở cái phần đây là mã giới thiệu của mình này. Các bạn có thể mời bạn bè, mỗi lần các bạn mời bạn bè ấy, mà bạn bè nhập cái mã giới thiệu này của các bạn vào ấy thì các bạn được một lượt quay và cái người nhập cũng được một lượt quay. Được lượt quay để làm cái đéo gì? Để làm cái này này. Đấy, cái này là cái để quay hấp dẫn vãi lìn này. Nếu như các bạn quay cái này ấy nó sẽ có ví dụ như là các bạn được voucher này, các bạn được nói chung là tiền tiếc cái kiểu, nhưng mà cái quan trọng nhất là nó được cái số may mắn. Cái số may mắn này nếu như các bạn quay vào ấy, họ sẽ cấp cho bạn một cái số bất kỳ. Đây mình quay thử phát nhá. Ui mẹ mày đéo 52 lượt quay rồi. Sao nhiều vậy? Đây mình sẽ quay thử một lượt thôi nhá. Nếu như à đấy, số may mắn luôn này các bạn. Đây, số may mắn của mình là 21. Nếu như ngày mai đây là tính là hôm nay ngày mai ngày mai. Nếu như mà ngày mai sổ số miền Bắc ấy mà nó về đúng số 21 ấy thì mình sẽ được tiền jackpot. Đây cái jackpot đây này. Jackpot bây giờ đang là 2.225.000 này. Đấy các bạn hiểu chưa? Nó đơn giản thế thôi. Là nếu như mà ngày mai sổ số miền Bắc về 21 đi bẹp lần nữa về 21 thật đi thì mình sẽ được cái số tiền bên dưới này là 2.225.000 này để mình thích mua cái gì cũng được. Nên là các bạn nếu như mà các bạn muốn tỷ lệ các bạn cao, các bạn hãy share bạn bè để có lượt quay. Cái lượt quay các bạn không thích quay, các bạn hãy làm gì? Đây, đơn giản thôi. Nếu như các bạn không thích quay, các bạn có thể đổi ra rất là nhiều thứ. Ví dụ như là các bạn có thể đổi ra voucher này. Đấy, ví dụ một lượt quay các bạn sẽ đổi được giảm 30% tổng hóa đơn của cái mấy cái gì đấy. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Toco nhấp nhô từng khoảnh khắc này. Xong rồi là combo vé BHD, bắp nước gì đấy. Hai lượt quay các bạn đổi được rồi. Đơn giản vậy đấy, các bạn cứ share bạn bè thôi. Còn bạn bè các bạn nhập cốt vào thôi là các bạn được một lượt quay, bạn của các bạn cũng được một lượt quay. Và cái quan trọng hơn là ngày mai là ngày thứ 3 này, sẽ có hội chợ ngày thứ 3. Trong chợ đây các bạn có thể bấm vào chợ này. Đấy. Trong chợ này các bạn có thể lấy cái lượt quay của mình hay là lấy game cái kiểu của mình để đổi vé xem phim của CGV hay là gì đấy, theo như mình biết là như vậy. Nhưng mà cái hội chợ này nó sẽ diễn ra vào 11 giờ trưa đến 12 giờ trưa. Và một lần nữa diễn ra vào 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều. Đấy, có hai đợt đấy, các bạn cố gắng lên thật là nhanh và các bạn dùng những cái gì mình có thể đổi được để đổi vé xem phim hay là cái gì đấy. Đây, ví dụ như là đây mình có đổi ra. Cảm ơn đau cái đầu nhá. Ô, cảm ơn bạn nhé, để tí mình đọc. Đây, như là mình có để đây. Đây, thực ra nó bị sâu mẹ lên màn hình rồi, mình quên con mẹ mất. Nhưng mà nếu các bạn nào muốn, các bạn có thể đổi cũng được. Ok, không làm sao cả. Nhưng mà mình sợ
Bạn nào nhanh thì bạn được thế thôi. Đây ví dụ như mình đổi được cái vé buffet lẩu nướng này 185.000 này. Hợp lý bây giờ. Vé xem phim CGV này trị giá 100.000 này, các bạn chỉ cần lấy cái code này ra, các bạn đổi mã thẻ thôi là được. Đây mình sẽ bấm vào xem các bạn xem chi tiết hướng dẫn đây nhá. Nó có thời hạn sử dụng này, địa điểm tất cả các đạp CGV này. Ok, ok. Nó có hướng dẫn đầy đủ cả. Các bạn share xong rồi để mọi người nhập cái code của các bạn vào, hay là các bạn có thể nhập ngay cái code của mình vào, các bạn sẽ được một lượt quay này. Và các bạn đừng quên là ngày mai có cái phiên chợ diễn ra vào 11 giờ trưa đến 12 giờ trưa và từ 2 giờ chiều cho đến 3 giờ chiều. Các bạn có thể lên đấy các bạn săn thật nhanh vào, tại vì số lượng nó có hạn thôi. Lấy hết tất cả những cái gì các bạn có thể đổi, đổi lấy những cái gì mà các bạn cảm thấy giá trị nhất và cần thiết nhất. Rồi là dẫn gấu đi. Ở đây nó không có cái những cái voucher ở nhà nghỉ hay là khách sạn, mình thấy cái đấy nó thiết thực hơn rất là nhiều. Mình rất là mong sắp tới Apota có thể update những cái nó thiết thực hơn. Là bây giờ xem phim thì nó cũng bình thường à, bây giờ rạp toàn phim hay, toàn đông người, chả làm ăn được cái gì cả. BHD bắp nước là cái gì vậy các bạn? BHD bắp nước là cái gì vậy? Mình hỏi ngu, BHD bắp nước là cái gì? Ở đây còn có cái gì nữa ta? Hình như là đây, loanh quanh nó là như vậy. Được chưa? Đây cái phần nhập mã giới thiệu đây các bạn nhé. Các bạn có thể nhập cái mã giới thiệu mình vào. Ê, mã giới thiệu mình như thế này: 0328855573 các bạn nhé. Chỉ một ngày duy nhất mà thôi, các bạn nhập vào đi. Nhập vào giúp mình cái cá kiếm tí. Dạp BHD, dạp BHD là dạp gì? Có dạp BHD á? Đây có chức năng lì xì nữa hay sao? Ví dụ mình đang có 1 triệu trong ví để mình thử lì xì xem nào. Các bạn bây giờ thì bạn sao ta? Bây giờ mình sợ gặp các bạn đéo có ý thức. Bây giờ mình có 1 triệu thì mình sẽ lì xì cho các bạn. Nhưng mà bây giờ mình muốn lì xì thì mình lại phải có cái code của các bạn thì mình mới lì xì được hay sao ấy nhỉ? Để mình thử xem nào. Ô la la này. 5 kế thoát ế này. Chúc mừng năm mới. Đi hợp lý với gửi lì xì. À phải nhập số điện thoại vào. Bạn nào mày đéo sợ bị nháy máy, có thể mày tung số điện thoại ở đây mình gửi thử cho các bạn phát xem có nhận được không. Sao điện thoại lại là 9:41? À điện thoại anh chạy chậm 1 tiếng thì phải. Rồi ok nhá, thấy bạn gửi đầu tiên là bạn Huân Hoàng nhá, mình nhập này. Nhưng mà bạn ơi cẩn thận trẻ trâu nháy máy nhá, mình xin lỗi bạn nhá, nhưng mà nếu như bạn can đảm thế rồi. 64 này. 255 này. 653. Nhập số game. Nhập nhau nhỉ? 100 123. 100.000 game là 100.000 đúng không? Gửi lì xì này. Rồi ok, chúc mừng năm mới. Ô đi bạn, em sẽ bật cụ ra rồi. Lì xì thành công. Rồi ok đấy, đơn giản vậy đấy. Ai mất mẹ 100.000. Thế thôi. Bạn nào can đảm đéo sợ bị nháy nữa không? Chơi đi các bạn ơi, sợ đéo gì. Chơi mẹ đi. Em trước mà, từ từ nào. Chọn. Yên tâm, mới còn 9 bạn nữa, mình gửi luôn cho 9 bạn. Rồi nha. Có bạn à. Thôi mình gửi thử cho 3 bạn thôi. Tại vì mình sợ bị làm ảnh hưởng đến các bạn lắm. Gia đình là số 1. Muộn rồi, chúc ai đó ngủ ngon nhé. Mẹ nghĩ ra lắm câu vậy, cứt vậy. Như nào nhá? Đây à? Nó lại đơn giản. Rồi ok, một bạn cuối cùng rồi nhá. 3 bạn may mắn thôi nhá. Còn cái đéo nữa. Quyết tử cho mùa thi cử. Ôi thì bạn hấp dẫn vậy luôn. Mình thấy mình giống bán hàng online vậy liền đi. Số đẹp dễ nhớ. Rồi ok, gửi bạn cuối cùng nha. Ô gửi lúc nhiều số này. Cảm ơn Dũng mặt sắt nha, cảm ơn bạn. Sao thấy bỏ, à đây bỏ được. 0398899005. Số được nha. À má, hình như là nãy ông kia chưa được hay sao. Đúng mẹ rồi, thế thì tôi phải gửi lại thêm bạn nữa.
Ok bạn cuối nhá, bạn cuối 200 ngàn nha. Chúc mừng sinh nhật này. Chúc mừng sinh nhật này. Uầy, mẹ có nhiều con số đẹp thế. 98. 3 con 3. 994. Vãi cứt nhỉ. Được phết thì. Áo làng solo em ơi, chuẩn bị áo làng bây giờ. Rồi, ok. Nôm na là như vậy. Các bạn nhớ nhập cái code mã giới thiệu của mình vào nha. Mình sẽ để cái mã giới thiệu này trong cả buổi giờ chim ngày hôm nay. Nếu như các bạn nào mà có nhập vào thì hãy nhập giúp mình để cuối tuần vợ chồng mình còn đổi vé CGV xem phim. Với cả là các bạn hãy nhớ là đi lại màn hình nó bị đen rồi. Các bạn hãy nhớ là tải cái app ở link bên dưới nhá. Các bạn có thể tìm thấy cái link ở ngay bên dưới. Chỉ một ngày duy nhất ngày hôm nay. Các bạn đừng quên là ngày mai có cái phiên chợ chúng ta diễn ra vào lúc 11 giờ đến 12 giờ trưa và 2 giờ chiều cho đến 3 giờ chiều. Lúc đấy các bạn có thể đổi được rất là nhiều phần quà hấp dẫn như là vé xem phim, vé nhà nghỉ, voucher đi ăn uống rồi là toko các thứ, nói chung là rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta đến với giải áo làng thôi các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại quay trở lại với giải đấu áo làng diễn ra vào tối thứ ba và tối thứ bảy hàng tuần. Tuy nhiên hôm nay chúng ta có thêm một nhà tài trợ. Và hôm nay giải áo làng chúng ta không có giải thưởng là 10 đô như mọi hôm nữa, mà hôm nay giải thưởng chúng ta lên đến tận gần 100 đô. Một trận đấu solo cho những người may mắn và cũng sẽ là áp lực với các bạn để có thể giành được phần thưởng của chúng ta rất to, 2 triệu đồng tiền mặt. Trận đấu chúng ta đã bắt đầu rồi. Các bạn thắc mắc là tại sao không intro mới đúng không? Intro đấy bị bản quyền, các bạn đã không thể chạy được trên YouTube. Nếu như mà mình chạy một cái là hôm sau là chúng ta hết xem lại livestream này luôn. Nên là cái intro đấy mình chỉ chạy được trên Facebook mà thôi. Thế nó mới đau khổ các bạn ạ. Intro chỉ dùng được một lần duy nhất. Và cái lần đấy thì hôm sau như các bạn biết đấy, clip livestream chúng ta bị bản quyền luôn. Ok, quay trở lại trận đấu chúng ta. Chúng ta có một đường bay từ khu vực cảng Novo đi lên trên khu vực Sevani và Japan. Một trong những đường bay phải nói là cũng đẹp, cũng công bằng và cũng tuyệt vời khi mà cắt ngang qua giữa bản đồ. Chúng ta sẽ có lượng người chơi phân bố đều ở khu bên trái bản đồ và bên phải bản đồ luôn. Cường vô địch cùng với vị trí của Hidan, Ngạch và Đạt AKM nhảy ở khu vực quân sự rồi. Hôm nay cái tên đáng chú ý nhất của chúng ta đó là vị trí của Thái Linh Hương. Nếu như các bạn không biết, theo như tin đồn thất thiệt từ vị trí của Viking Hà Đông 4 thì hiện tại Thái Linh Hương đã out team Viking Wild rồi. Đây là theo thông tin không chính thức của cá nhân tôi. Thái Linh Hương biết đến trong màu áo của rất nhiều team và hiện tại thì gần đây nhất là thi đấu cho màu áo Viking Wild, là một trong những thanh niên có bộ não phải nói là cực kỳ to trong cộng đồng PUBG của chúng ta, một trong những thanh niên câu tin rất tốt và một trong những người đã giành được rất nhiều thành tích trong giải đấu ao làng của chúng ta rồi. Cụ thể thì tôi không đếm được, tuy nhiên tôi nhớ mang máng từ đầu đến đít là khoảng 4 cái top 1 của ao làng rồi, tương đương với khoảng 40 đô tiền thưởng. Và đi bại bây giờ thì đã nhảy xuống dưới rồi. Chúng ta cùng xem pha combat đầu tiên của Thái Linh Hương nào. Nhận được cho mình khẩu shotgun là rất có thể là chúng ta sẽ có mạng đầu tiên từ vị trí của Thái Linh Hương. Tuy nhiên Thái Linh Hương lại không thể nhặt cho mình được đạn trong tình huống vừa rồi. Bây giờ Hương mới chỉ nhặt cho mình được khẩu M24 và một cái mũ bảo hiểm mà thôi. Khó khăn cho Hương trong tình huống này rồi, khi mà tôi là bin đẩy lên trên nhà và có vẻ như đã có mình những khẩu súng đầu tiên. Trong khi đó thì Hương mới chỉ có cho mình một khẩu M24. Khó khăn chồng chất khó khăn rồi. Cảm ơn Hoàng Hải nha, cảm ơn bạn. Bây giờ thì có thêm cho mình một khẩu lục nếu như tôi nhìn không nhầm. Chủ động đẩy lên vị trí của tôi là bin rồi. Trong khi đó thì bin có binh khẩu solo 2 viên, nguy hiểm vãi lồn từ vị trí của bin. Hương mới chỉ có cho mình một chiếc mũ 1 mà thôi. Cánh cửa được mở ra và bây giờ thì bin có mình thêm một khẩu Skyline nữa. Hương đánh hơi thấy mùi gì đó rồi. Cách đó không xa là vị trí của Duy Ken. Căng rồi. M24 làm sao có thể chống trả được hai thanh niên lắp súng ở đây đây. Bây giờ thì Ken nhảy xuống dưới rồi. M24 bắn từ vị trí của Thái Linh Hương với cái ZS của mình. Bin mất đi cho mình được 2/3 máu rồi. Trong khi đó thì vị trí của Ken đang ở đằng sau. Ken chủ động di chuyển lên khu nhà 2 tầng. Trong khi đó thì Hương chỉ còn lại cho mình 7 cộng với 5 là khoảng 13 viên đạn mà thôi. Bây giờ số đạn 7 cộng 5 12 viên đạn. Và bây giờ số đạn càng ngày càng giảm đi. Ui mẹ, quá man nhát đến từ vị trí của Thái Linh Hương. Một viên lục duy nhất vào đầu của Bill. Và bây giờ thì mạng đầu tiên của Thái Linh Hương trong trận đấu này. Giờ thì tiếng súng bắn ra từ vị trí của Duy Ken. Và bây giờ Duy Ken chủ động đẩy lên trên rồi.
Thái Lương có lẽ là nhặt cho mình. Ui, quả đéo gì đây. Ôi, rất may mắn. Đó là một quả smoke các bạn ạ. Bây giờ Skyline từ vị trí của Thái Linh Hương rồi. Trách được vị trí của đối phương. Và bây giờ Ken lại đang là người, lại đang là người bị động hơn trong tình huống này, khi mà Hương đã có cho mình được khẩu Skyline rồi. Ngay khi trận đấu hai củ của chúng ta vừa được diễn ra thì thực sự là đã quá căng thẳng rồi. Phong cách của Hương vẫn rất từ từ, đi được hai bước thì lại dừng lại đá sơ chim. Bây giờ chủ động di chuyển ra xa rồi. Ok, chúng ta sẽ xem một chút diễn biến của trận đấu. Khu vực của Thái Linh Hương vừa rồi là một trong những khu vực ở xa tận tết khu vực Gia Kỳ, và cái phòng của chúng ta thì lại bo vào khu vực bên phải của bản đồ. Maxon chỉ có vị trí của Nam Huỳnh mà thôi. Custmill chiếm cho mình khu vực gần Yasana. Ở khu vực trường học thì chúng ta có vị trí của Phạm Minh Hiếu và vị trí của Pop 2000. Vẫn chỉ ngồi đá chim vào nhau mà thôi. Khi mà tôi quay cam ra vị trí của Phạm Minh Hiếu thì chắc chắn sẽ có di chuyển ở đây rồi. Ơ đi mẹ mày, bê mới nhận ra ở đây có cái con cặc gì đây. À, có hai cái cúp của Genji và DMG. Genji dành cho mình được top 1 trong thể thức TPP. Trong khi đó thì Phạm Minh Hiếu có mình mạng của top 2000. OMG thì dành cho mình top 1 trong giải đấu FPP PGI diễn ra cách đây không lâu, khoảng 3 tháng trước rồi. Hay là chết của nó rất tuyệt vời. Và bây giờ tôi mới để ý thấy có một cái cúp ở khu vực trường học. Game vừa có mình mạng đầu tiên trong trận đấu này. Bây giờ thì HTH Game đang bị xả đạn bởi vị trí có lẽ là của TDL rồi. Một cái bo lệch sang khu bên phải của bản đồ. Pochiki thì hôm nay vắng bóng vị trí của DZ Chip, và có vẻ như là Sneaky đang sấy xe vào vị trí của thiếu gia thì phải. Đi xe buggy mà bị sấy thì phải nói là vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một lốp xe bị nổ thôi thì cả chiếc xe sẽ quay mòng mòng như mạng FPT luôn. Tuy nhiên trong tình huống vừa rồi thì thiếu gia chỉ dính cho mình một viên đạn mà thôi. Di chuyển vào sâu hơn trong khu bo rồi. Còn ở vị trí này thì Văn Phúc đang gần vị trí của Ngọc Thắng C07. Bây giờ thì bị lộ vị trí rồi. Sấy từ vị trí của Ngọc Thắng C07. Chưa đủ để Văn Phúc nào rồi. Ôi, Phúc còn đéo biết là mình bị bắn ở đâu. Hội địt mẹ mày, nó lại lúng túng vãi lồn trong giải đấu 2 triệu của chúng ta. Đây là vị trí của đệ tử Minh Béo. Còn bên trên nhà đang là Ares. Ares có mình khẩu Kalai và ông ngắm 2x rồi. Khoa nha, các bạn nha. Rồi rất khó hiểu khi mà đệ tử Minh Béo lại chủ động di chuyển ra đằng sau. Trong khi đó thì Ares vẫn chưa biết được vị trí đối phương đâu cả. Bây giờ có vẻ như bắt được rồi. Minh Béo ngó đầu ra và có vẻ như Ares chưa biết được là đối phương mình đang ở đâu. Ngay trước mặt mà thôi. Vẫn chưa biết đối phương mình ở đâu. Ui, mẹ, nó không hiểu. Bây giờ thì nhìn thấy rồi. Những viên cả lái đầu tiên được bắn vào vị trí của Minh Béo. Và bây giờ là Ares có mình mạng đầu tiên khi mà chỉ mất đi cho mình. Năm mươi sáu máu mà thôi. Captain có mạng gọi má đi sơn. Vâng, như vậy kênh của tôi sắp có thêm một người donate rồi. Ngọc Thắng C07 sau khi có mình mạng đầu tiên thì có vẻ như là vẫn chưa tìm được một cái đốt nào cả. Phía trước đang là khẩu AK và đằng sau đang là khẩu Kalai. Có lẽ vị trí này cũng đủ đẹp rồi. Nhìn thấy vị trí của Hải Ramos. Tên nghe quen vãi lìn vậy. Không phải tính lâu mà là mạng nó lát, hiểu không? Đang chỉnh cái khác, không phải lúc nãy là ngồi tính. Đấy chưa, giật như thế này, nhiều bạn kêu giật như thế này, luôn vừa xem lại mạng xong. À, trong khi ở trong đảo bắn nhau rất nhiều thì bên ngoài cậu bé gạ soạc đã có mình khẩu MK14 cùng full combo cấp 3 rồi. Tuyệt vời hơn khi khẩu MK14 đấy còn kèm theo cả cái ống ngắm 8x nữa. Và sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều nếu như mà cậu bé gạ soạc đào cho mình Apota ví điện tử cực kỳ thông dụng tại thời điểm hiện tại và nhập ngay cái cốt ở trên màn hình. Đó là 0328855573. Ở bên này thì Super Tanker vừa nằm xuống bởi vị trí của Huy. Rất nhiều người đã chủ động vào sớm trong khu vực bò rồi. Thằng C7 phát hiện ra vị trí của Thái Dúi. Trong khi đó thì Lota nằm xuống bởi vị trí của Fithy. Sấy xe từ vị trí của Bèo qua vị trí có lẽ là của Beformy. Đéo được rồi. Quá nhiều người chọn cho mình những ngôi nhà ở trong khu bo rồi. Tò mò xem Thái Linh Hương của tôi bây giờ đang làm gì đây rồi. Những bước di chuyển đầu tiên của Thái Linh Hương từ trên khu vực Gia Kỳ vào trong khu bo sẽ là một quãng đường di chuyển rất dài. Và có vẻ như là Hương không hề có cho mình một lon nước nào trong tình huống này cả.
Có lẽ khu vực Gia Kỳ quá nghèo và quá xa bò tại thời điểm hiện tại, khiến cho Hương bắt buộc phải di chuyển sớm trong tình huống này. Không biết là có vào được trong khu vực bò không. Trong khi đó ở khu vực cầu thì Huy Phan Hoàng Z lại đang chọn cho mình một phương án khá là mạo hiểm khi mà quay ngược trở lại khu vực bò. Không biết là các bạn vừa nhìn thấy các đường vân chạy ở trên màn hình không, hay là mỗi màn hình mình bị nhìn thấy vậy. Các bạn có thể cho mình biết được là vừa rồi các bạn xem tình huống trên cầu, các bạn có thể đi qua vị trí của Hidan rồi, phải cơn mẹ này rồi. Bây giờ Hoàng Z nhảy ra ngoài, bây giờ Hidan phát hiện ra vị trí của Hoàng Z. Tôi đéo hiểu ra tại sao lại di chuyển trong tình huống này, và bây giờ Hoàng Z đẩy lên trên tầng. Hidan biết được là đối phương mình yếu máu rồi, và bây giờ chủ động đẩy lên trên trong tình huống này. Không có quả đéo gì được ném ra cả, cầm được bình chín quả sâm bốc từ vị trí của Hidan, một trong những thanh niên mà nó đang có số lượng sâm bốc lớn nhất trên bản đồ chúng ta tại địa điểm hiện tại. Kết thúc đường mạng của Hoàng Z và chỉ mất đi cho mình được 74 máu mà thôi. Bây giờ thời gian để Hidan hồi máu, và bây giờ thì Hidan có mình một chiếc xe để có thể di chuyển sang bên kia khu vực bò. Khá là có hiểu cho sự di chuyển của Hoàng Z trong tình huống vừa rồi, vì còn hoàn toàn phát hiện ra vị trí của Hùng Vít Mi rồi. Bây giờ lại chủ động đẩy lên trên. Vâng, phát hiện ra đối phương yếu, tuy nhiên lại đẩy ngu từ vị trí của vị con Loton hay không. Trong giải đấu 2 triệu chúng ta thì một sai lầm nhỏ nhỏ thôi cũng biến cho vị trí chúng ta từ người chơi chuyển sang vị trí người xem, nhưng mà không, vị con Loton xử lý gọn gàng trong tình huống vừa rồi, chỉ mất đi cho mình 22 máu mà thôi. Lần này tôi tính nhanh vãi cả lồn. Cô bé gà soạc sau khi lút đồ xong thì có mặt trong khu bò rồi, có mình thêm cả bộ đồ khỉ nữa, một lợi thế mà nó là không hề nhỏ một chút nào. Khi mà giải đấu ao làng solo của chúng ta, các bạn biết không, có rất nhiều bạn đã từng nói là tại sao giải ao làng của chúng ta không nâng cái mức tiền thưởng lên mà cứ giữ mãi là 10 đô nửa năm nay rồi. Xin trả lời các bạn luôn là khi mà giải đấu của chúng ta giải thưởng quá to thì cái mức độ hấp dẫn của giải đấu và cái mức độ vui vẻ for fun của giải đấu nó sẽ không còn nhiều như trước nữa. Các game thủ của chúng ta sẽ thi đấu vô cùng an toàn và né giao tranh rất nhiều, chỉ chăm chăm vào trong khu vực bò. Và mày sấy quá nhiều từ vị trí của Hero, chỉ muốn vào trong khu bò và né giao tranh để đến được những vòng bò cuối cùng càng sớm càng tốt thôi. Nó sẽ làm giảm cái tính chất vui vẻ của giải ao làng chúng ta đi. Đấy là điều mà tôi nhìn thấy từ rất lâu rồi. Và cái mức giải thưởng 10 đô của chúng ta trong nửa năm gần đây đến tận bây giờ không có sự điều chỉnh, tôi nghĩ đấy là hợp lý. Quý chọn cho mình ở khu vực hầm, rất an toàn. Bây giờ Thái Lý Hương đã bị xả đạn bởi vị trí của Bo Sun rồi. Hương mất đi cho mình có lẽ là một chấm máu, và bây giờ à không, lượng máu của Hương vẫn như vậy. À không, Hương mất đi một chút máu rồi. Bây giờ lại lên xe di chuyển từ vị trí của Thái Linh Hương, lại bị bắn từ vị trí của Bo Sun rồi, rất khó chịu. Hương chủ động di chuyển ra xa hơn để tránh là đạn đối phương. Trong những giải đấu solo này thì chỉ cần một sai lầm nhỏ của chúng ta thôi, không thể có cơ hội cho đồng đội của chúng ta cứu nữa. Nằm xuống là chết con cụ nó luôn. Con bé Jin hôm nay không có đâu, tí nữa chắc là có custom em ơi. Tí nữa chắc anh rủ thằng Hương chơi custom cho nó vui. Hôm nay không thấy ông Bo đâu rồi. Quay trở lại với trận đấu của chúng ta, một trong những trận đấu mà nó diễn ra rất từ từ. Khi mà giải thưởng hôm nay lên tới 2 triệu đồng. Phít hí di chuyển gần vào khu vực của FC. Trong khi đó thì Zero cũng đang có những bước di chuyển lên của mình, chưa phát hiện ra vị trí của đối phương trước mặt. Rất đen đủi cho các thanh niên khi mà bắn giải không có mình một phương tiện di chuyển. Các bạn nên hiểu rằng cái chuyện có xe trong những giải đấu chúng ta, kể cả giải đấu từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, nó là một trong những điều rất quan trọng, sẽ quyết định rất nhiều về những thứ sẽ backup cho chúng ta trước mặt, những thứ sẽ giúp chúng ta di chuyển nhanh hơn vào trong khu vực bo và sẽ giúp cho chúng ta chiếm được những cái vị trí quan trọng. Tuy nhiên trong những giải đấu solo này thì số lượng xe chúng ta chỉ có hạn mà thôi, còn lượng người chơi thì quá cao. Sau này địch mãi mà nó chậm vãi lồn vậy. Thái chuối chỉ có mình 100 viên đạn mà thôi, bắn rất từ từ. Xe đi qua có lẽ là vị trí của PLS, đó là vị trí của SOL Nelty. Không có tiếng súng nó được bắn ra cả, tiết kiệm đạn vãi lìn. Sướng Đức Anh phát hiện ra có lẽ là vị trí bên trên kia của Le Le, bắn rất nhiều vào vị trí của Le 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 rồi, chưa viên đạn nào chính xác cả.
Lè lè lè, vẫn chưa biết mình bị bắn ở đâu à. Bây giờ nhảy rồi, khó chịu vãi lìn. Nhưng mà Đức Anh lại đang có quá nhiều đạn. Những 200 viên đạn gờ vâng, bắn một lúc không biết đối phương mình đang ở đâu. Bây giờ Lè Lè vẫn đang cố gắng nhảy. Tại sao không lấp vào gốc cây trong tình huống này? Có lẽ là một tình huống tai nạn xe của Lè Lè. Úi dồi, quá nhiều đạn để bắn ra. Bây giờ thì Lè 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 chịu nấp vào gốc cây rồi. Không có sự bắn trả nào cả. Và chỉ có mình một khẩu VSS mà thôi. Thái Lý Hương có mắt ở trong khu bò rồi. Tuy nhiên đây chỉ là khu vực rìa bo mà thôi. Sẽ cần một quãng đường di chuyển dài hơn và sâu hơn để có cho mình vị trí an toàn hơn. Bây giờ mới chỉ là cái bo thứ hai mà thôi. Thái Dúi phát hiện ra vị trí khá xinh đẹp rồi. Nếu tôi nhìn không nhầm thì có màn công nhà ở đây. Đéo phải. Có một pha chiếm cái trụ hình dương vật mà thôi. Pha giờ nằm xuống bởi vị trí của binh Z. Trong khi đó thì Riser rất thông minh. Chiếm cho mình được một cái nhà vệ sinh gỗ. Captain phát hiện ra vị trí của Đạt rồi. Trong khi đó thì Khương Vô Địch và Sneaky đang rất gần nhau và có lẽ là đợi tôi quay cam đến để có thể đẩy lên trong tình huống này. Thiếu gia nằm xuống bởi Oren và dừng lại ở vị trí số 71. Cường Vô Địch nếu biết có đá sờ chim không được. À đây rồi, mở cửa ra từ vị trí của Cường Vô Địch rồi. Và bây giờ xác định được vị trí của đối phương trong ngôi nhà này. Cường Vô Địch chủ động đẩy vào, mở cửa ra. Sneaky đang ở ngay đằng sau. Bây giờ phát hiện ra đối phương lại đóng cửa vào từ vị trí của Sneaky. Bây giờ Cường Vô Địch lại mở cửa ra. Sneaky nhảy ra khu vực đằng sau nhà rồi. Trong khi đó thì Cường vẫn chưa biết được là đối phương mình đã thay đổi vị trí. Di chuyển rất thông minh từ vị trí của Sneaky. Còn bây giờ Cường Vô Địch vẫn chưa dám mở cửa vào. Đằng sau đang là một khẩu M24 và một ống ngắm 6X. Nếu như tôi nhìn không nhầm, và bây giờ Cường phát hiện ra vị trí của đối phương rồi. Cường chủ động di chuyển ra khu bên ngoài và bắt vị trí của Sneaky. Trong khi đó thì Sneaky đang có những dấu hiệu né ra tranh trong tình huống này. Vẫn kê rất kỹ. À, thì phải rút lục ra bắn trêu người đối phương. Góc kê của Sneaky là rất điếm. Tuy nhiên chưa thể nói trước điều gì trong pha solo này. Đây là một trong những pha solo ở mép khu vực bò. Và ai thắng trong pha solo này sẽ dành cho mình được một chiếc xe buggy. Ừ, nó hợp lý vãi lìn để vào trong khu bò. Cường liên tục thay đổi vị trí của mình. Trong khi đó thì chúng ta có thể thấy Sneaky di chuyển vô cùng bị động trong tình huống này. Chỉ dừng lại một chỗ thôi. Bây giờ lại di chuyển ra khu bên kia rồi. Né giao tranh rất nhiều từ vị trí của Sneaky. Khổ vãi cả đái ra. Để Cường ngó ra, phát hiện ra vị trí của đối phương rồi. Chưa có ai nằm xuống trong tình huống này. Chính xác hơn là chưa có một viên đạn nào trúng đích thì phải. Ôi địch vãi thông minh vãi lộn từ vị trí của Cường. Tuy nhiên tại sao Cường không bắn thêm một viên nữa trong tình huống vừa rồi. Bây giờ Cường chủ động đẩy lên trên. Không biết là Cường có biết là đối phương mình đã yếu máu rồi không. Bây giờ Sneaky chủ động ngó lên trên. Và bây giờ Cường kết thúc gọn gàng được vị trí của Sneaky. Và bây giờ mới chỉ là kill đầu tiên của Cường trong trận đấu này mà thôi. Bên trên này thì Long Hải đang xả đạn vào vị trí của HTH Game. Mày hương của tôi đâu rồi. À, đây là Yahoo Mèo đã từng thi đấu cho BAT. Giờ chuyển sang màu áo của Gaming X rồi. SL Nelty không biết có phải là Nelty của Team Game Home hay không. Ui, sao lại nằm xuống trong tình huống đấy? Rất không hiểu đến từ vị trí của Min. Không sao cả. Bây giờ Hải Đá 1 đang gặp vấn đề khi mà HTH Game phi xe qua không có dấu hiệu dừng lại trong tình huống này. Đằng sau là vị trí có lẽ là của Loyal. Thái Lương di chuyển vào trong khu bò và bị bắn một viên trúng vai rồi. Chỉ còn lại cho mình 81 máu thôi mà thôi. Giờ Hương dừng lại ở khu vực trên đỉnh đồi. Rất trống trải ở khu vực này. Hương nhìn xuống có lẽ là vị trí của Phạm Minh Hiếu. Trong khi đó thì Yahoo Mèo chọn cho mình khu vực ở trong Mita. Bây giờ Hương đang bị bắn rồi. Ôi, địt mẹ Thái Linh Hương dừng lại ở vị trí số 53 trong trận đấu này rồi. Một pha dừng ở trên đồi khá hớ hênh của Thái Linh Hương. Và còn hớ hênh hơn khi mà chiếc xe dừng lại và Thái Linh Hương còn di chuyển ra khá xa khỏi chiếc xe mình nữa. Không còn gì để backup và Hương dừng lại ở vị trí số 53 trong trận đấu này. Rất đáng tiếc. Còn bây giờ thì Cường phát hiện ra vị trí có lẽ là của Ginny. Sorio đẩy vào trong khu vực Mita. Ngạch phát hiện ra vị trí của Má Giò rồi. Má Giò bị bắn yếu lại còn ngó đầu ra để đối phương bắn thêm viên nữa. Rất may viên đạn cuối cùng không chính xác. Ngạch chắc sẽ không dám đẩy lên trong tình huống này đâu.
Số đạn là không nhiều, tuy nhiên là bắn rất tốt vào vị trí của Johnny. Không chuyển súng sấy trong tình huống này. Ôi, không có súng nào để sấy à? Đằng sau có khẩu M46, tuy nhiên ngạch lại không rút ra trong tình huống này. Johnny quá yêu máu rồi. Bây giờ thì thất lạc phát hiện ra vị trí của Johnny. Johnny vẫn chưa nằm xuống. Có thời gian để Johnny hồi máu rồi. Thất lạc thì vẫn chưa tìm được cho mình một cái góc bắn nào phù hợp để có thể pick được vị trí của Johnny cả. Bây giờ Johnny chạy ra ngoài. Đéo được rồi, xử lý quá chậm từ vị trí của thất lạc. Johnny đẩy được vào trong khu vực kho rồi. Và tôi nghĩ sẽ không có tình huống đẩy lên từ vị trí của thất lạc trong pha bắn vừa rồi. Gia Long lên xe di chuyển vào trong phục bo. Tại sao chúng nó bắn theo ít vãi lìn vậy? Đéo phát hiện ra. Vãi cả đái thật thì phải đéo hiểu gia đình có nhận được xác, phải nhận được mặt người thân trong tình huống vừa rồi không? Thì vừa có mình một pha lộ xe UAT và xe nổ tanh bành rồi. Gia Long cũng chiếm cho mình một ngôi nhà trong khu Mita, tuy nhiên vẫn đang ở ngoài khu bo. Cọc thắng C07 chủ động di chuyển sớm vào trong, sâu hơn trong khu bo. Đằng sau đang là vị trí của tao là Tiến, phát hiện ra vị trí của đối phương rồi. Bên ngoài thì rất nhiều người đang cố gắng chạy vào trong khu bo. Neo T thì đang có mình ngôi nhà, phải nói là khá đẹp rồi. Giao tranh ở khu bên trên bản đồ và có vẻ như là khá xinh đẹp, phát hiện ra vị trí của Riser đang bị bắn bởi vị trí của thái dưới của thủ giá khu vực trên đồi. Một cái bo lệch sang khu vực bên phải của bản đồ. Tôi không hiểu tại sao trong thời gian gần đây tôi chỉnh bo rõ ràng là spot, tuy nhiên bo cứ nảy lệch liên tục sang đi các loại góc bản đồ luôn. Lắc à, lắc đâu mình có thấy lắc đây nhỉ? Thấy bình thường mà, mình thấy nó hơi giật một tí thôi. Khu vực tròi của NLT này làm tôi nhớ đến giải đấu của Refund Gaming thi đấu ở giải Palit Cup, khi mà Refund Gaming giành được top 3 chung cuộc, top 2 chứ. Rồi, có kỷ niệm rất đáng nhớ cái trò này. Riser bây giờ phát hiện ra vị trí của hai Am Vũ rồi, sấy nổ xe không để làm gì từ vị trí của Am Vũ, rất khó chịu. Giờ thì quấn bằng đít rồi. Riser chủ động di chuyển sang khu bên trái và phát hiện ra vị trí của đối phương, khá chất trừ từ vị trí của hai Am Vũ khi mà có mình gốc cây trong tình huống vừa rồi, tuy nhiên lại bắn quá là bị động, chỉ ngó là thôi, rất có thể là có mạng của đối phương rồi. Bò bắt đầu di chuyển, rất nhiều người di chuyển bằng đôi chân trần trong cái vòng bo thứ tư này. Một cái bo lệch sang khu vực gần Mita nhỏ. Phạm Minh Hiếu chủ động chặn vị trí của Burnry, rút SKS ra bắn với ông ngắm 6x của mình. Đằng sau thì đang là vị trí của Rider và vị trí của Quý. Burnry nằm xuống bởi vị trí của Hiếu rồi. Mạnh đẹp trai có cho mình mạng của Khánh Như. Còn ui vậy mà đông người thế. Thất lạc vào lên trên đang là tao là Tiến, khá dễ đẩy lên trên nhà, tuy nhiên tao là Tiến có mạng rồi. Bây giờ bên dưới đang là vị trí của thất lạc, thất lạc có đẩy lên nữa hay không đây? Đi lại một ngày thi đấu vậy là quá an toàn với tất cả các player của chúng ta. Buồn bị sấy nổ xe trong nổ lốp xe trong tình huống này, xe quay như mạng FPT rồi. Bây giờ Loyal ngó đâu ra và một tình huống sơ sẩy của Loyal khiến cho Hun có bình mạng, có lẽ là đầu tiên trong trận đấu này, không xin lỗi các bạn, đó là mạng thứ hai trong trận đấu này. Mình Hiếu di chuyển được vào trong khu bò rồi. Tuấn Sepan phát hiện ra vị trí của Vicon Lanton, trong khi đó đây Quý đã ở ngay đằng sau. Nếu theo hướng di chuyển này thì rất có thể Vicon Lanton sẽ bị gạt giò sớm thôi bởi vị trí của M Quý. Cái giờ kiếm cho mình được một chiếc xe Dacia trắng rồi. Bên này tao lửa tiến vẫn làm chủ được khu vực tầng 2, còn bên dưới nhà đang là vị trí của hất lạc, chưa có dấu hiệu đẩy lên. Dễ hiểu thôi, tại đó là một trong những ngôi nhà ở giữa khu vực bò. Trong giải đấu solo chúng ta thì không có gì có thể đảm bảo được là trong một tình huống đẩy ngu chúng ta có thể sống sót được cả. Một sai lầm đáng tiếc thôi, cũng rất có thể sẽ biến chúng ta thành thùng gỗ ngay. Vị trí của Captain cũng có thể gọi là đẹp. Bây giờ Pèo bị lộ vị trí rồi. Quả flash búp ra vô cùng hợp lý từ vị trí của Pèo S. Hiếu che mặt một hồi lâu, tuy nhiên quả flash tốt của Pèo thì lại không tận dụng lợi thế. Bây giờ Pèo lại ngó đâu ra, sấy quá căng từ vị và Minh Hiếu. Và bây giờ Pèo là người nằm xuống. Hiếu nâng tổng thủ kill mình lên 5. Quý thì đang đẩy lên vị trí của Vicon Lanton. Bây giờ thì Vicon Lanton nằm xuống bởi vị trí của Quý rồi. Đúng như tôi dự đoán cách đây ít phút, một pha móc lốp của Quý nâng tổng số kill của mình lên 2. Ở khu vực giữa bản đồ thì Zero, và bên cạnh đang là Hoàng Lim.
Lim là người kê trước trong tình huống này. Bật chưa được tốt từ vị trí của Zero và cả Hoàng Lim nữa. Cái đầu thì rất to như quả dưa hấu vậy, tuy nhiên Zero lại bắn không được tốt trong tình huống vừa rồi. Quá tiết kiệm khi mà có mình ba cái first acre mà lại ngồi nhai băng vệ sinh. Trong khi đó thì Lim bình tĩnh uống cho mình thêm một lon nước. Và có lẽ là cũng không có dấu hiệu đẩy sang trong tình huống này. Sẽ tuyệt vời hơn nếu như mà bây giờ chúng ta có một quả nết để quăng sang. Tuấn Sepai xả đạn vào vị trí của Riser, đẩy vào trong khu bo. Trong khi đó Riser lại rơi vào tầm ngắm của Nelty. Nelty cố thủ ở khu vực tròi này mà mới chỉ có cho mình được 2 kill mà thôi. Ở khu bên dưới này thì Kurt Mew có mình khẩu mini 14, tuy nhiên lại không có đốt trong tình huống giao tranh với SQ Long. Mạnh đẹp trai chủ động đẩy vào trong và đi qua vị trí của Riser trong tình huống này rồi. Đéo được, đó là vị trí của đi bị bắn tỉa. Có mạng của Riser trong tình huống vừa rồi, tuy nhiên đi bị bắn tỉa lại làm lộ vị trí của bản thân mình rồi. Mạnh đẹp trai đang là người nằm xuống hồi máu ngay trước mặt đi bị bắn tỉa mà thôi. Còn xa xa đang là vị trí, nếu như tôi nhầm không nhầm thì đó là vị trí của Cường Vô Địch. Khoảng cách là rất xa. Bây giờ Cường Vô Địch có mình mạng của đi bị bắn tỉa rồi. Đúng như cái tên gọi, Cường Vô Địch bắn ngay bằng một khẩu súng bắn tỉa M24. Tuấn Thế Bài bây giờ lại phát hiện ra vị trí của Quý, tuy nhiên Quý lại nằm xuống bởi vị trí của Phạm Minh Hiếu trong tình huống vừa rồi. Tuấn mới chỉ có mình một kill thôi, quả flash kiểu đéo tự bom dài mà xem. Ôi đi bại mày, đéo phải như thế luôn. Quả flash được ném ra vào hư không và bây giờ thì Hiếu lại phát hiện ra luôn vị trí của Hun ở góc bên dưới đồng. Hun đang có mình có nhà vệ sinh, còn Hiếu đang chạy rất hớ hênh ở ngoài khu vực trường đồi. Di chuyển sang khu bên phải và rất có thể là sẽ móc đốt vị trí Tuấn Sepai trong tình huống này. Chỉ còn lại 19 người trên bản đồ mà thôi. Và phút thứ 25 của trận đấu rồi. Zero ngó đầu ra, tuy nhiên viên đạn của Phạm Minh Hiếu chưa được chính xác. Bên đây Tuấn Sepai có vẻ như phát hiện ra vị trí của Phạm Minh Hiếu rồi. Hiếu quăng một quả smoke khá muộn màng ra và đây có lẽ là một quả smoke để Hiếu hồi máu. 6 kill đang là một trong những số kill có lẽ là lớn nhất trên bản đồ của chúng ta tại thời điểm hiện tại. Cường ngó được rất nhiều mục tiêu ở trên núi rồi, tuy nhiên chưa làm được gì cả. Hiếu thì đang rơi vào tầm ngắm của Hero. Thái Linh Hương đâu rồi? Thái Linh Hương chết rồi bạn ơi. Làn khói dần dần tan đi rồi. Và bây giờ là thời gian để Hiếu ném thêm quả smoke di chuyển vào trong khu bo. Chạy thế nào thì cũng rơi vào tầm ngắm của Hero mà thôi. Rất khó chịu. Như vậy là một cái bo lệch lên khu bên trên của bản đồ. Một cái bo chưa thể nói trước điều gì cho các thanh niên đang ở dưới nhà, đang có mình một vị trí ngồi mát ăn bát vàng. Tuy nhiên sẽ phải di chuyển sớm với cái vòng bo thứ 6 này thôi. Cảm ơn bạn bắn gà nhá. Uầy, cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn bạn nhá. Đua tên nó để ăn thì nó lại tốt quá. Bề Hiếu đang bị bắn rồi. Đó là vị trí của Hun. Bắn trả từ vị trí của Hiếu, tuy nhiên Hiếu lại đang bị bắn bởi Hero. Bây giờ thì Hiếu nằm xuống rồi và Hun có nhìn lên hay không? Đáng tiếc cái Hun trong tình huống này là không nhìn thấy vị trí Phạm Hiếu đâu. Nhưng mà đáng tiếc Hero có mình mạng Phạm Minh Hiếu rồi. Một vị trí không hẳn là đẹp của Phạm Minh Hiếu. Cần hơn nhiều hơn một quả smoke để có thể ném ra trong tình huống vừa rồi. Hero đang là một trong những người và nó là có ngôi nhà đẹp nhất tại thời điểm hiện tại luôn. Một trong những ngôi nhà ở gần sát vị trí tâm bò. Cạnh đó là vị trí của Tao là Tiến và Hất Lạc. Vẫn chưa hề có sự giao tranh khi mà ngồi đây, ngồi nhà này được khoảng 10 phút rồi. Một người tầng 1 và một người tầng 3. Cách đó khoảng 10 mét rưỡi là vị trí của Captain PTD. Và tiếng xe của cậu bé gà soạc, một trong những thanh niên đang có đồ rất ngon trong trận đấu của chúng ta, cũng dừng ở một trong những khu vực rất trống trải và chủ động chạy bộ trong tình huống này. Hải Lam 1 cũng di chuyển vào trong khu bo rồi. Bây giờ dừng lại ở một hòn đá. JC thì đang bị sấy bởi vị trí bên phải có lẽ là của Zero và bây giờ dừng lại rồi. Đây là trong vị trí của Tao là Tiến và bây giờ Zero có mình mạng. JC nâng tổ kêu mình lên 5. Cậu bé gà soạc thì đang xả đạn có lẽ là vào vị trí của Hải Ra 1. Hải Ra 1 chủ động đẩy lên trong tình huống này. Cậu bé gà soạc của chúng ta đồ rất ngon, tuy nhiên lại đang ở ngoài khu bo. Captain thì đang giành vị trí có lẽ là của Cất Mew trong tình huống này. Hải Ra 1 vị trí này thì quá trống trải rồi. Zero phát hiện ra vị trí của Johnny. Johnny bây giờ bị lộ vị trí rồi, tuy nhiên lại có mình một gốc cây và gốc cây đang ở trong khu bo rồi. Tao Tiến xả đạn vào vị trí của cậu bé gạ xoạc và bây giờ có mình được double kill nếu như tôi nhìn không nhầm. Vị trí tầng 2 của Tao là Tiến là đẹp và Hất Lạc thì vẫn chưa có lý do gì để đẩy lên trong tình huống này cả. Vẫn phải chờ đợi thêm cái vòng bo tiếp theo như nào mới quyết định số phận của hai thanh niên ở đây.
Melty đang có mình vị trí trên cao và nó là cũng vô cùng tuyệt vời. Trong khi đó góc phải chúng ta có cường vô địch Sama và Đức Hiếu. Cướp Bill vẫn đang loay hoay với vị trí của mình. Nhổm lên khỏi cái bờ này thôi là Tao Là Tiến và Hân Lạc sẽ phát hiện ra vị trí ngay. Trong khi đó bên này thì Hiro và Ngách vẫn đang trao đổi chiêu thức với nhau. Ở tầng 2 của hai ngôi nhà như hàng xóm láng giềng luôn. TN97 cũng đang di chuyển vào trong khu bò rồi. Rất nhiều người làm cất mưu nằm xuống bởi vị trí của Đức Hiếu. Chỉ còn lại 12 người trên bản đồ mà thôi. Chúng ta cùng chờ đợi xem cái vòng bò tiếp theo, vòng bò thứ 7 của chúng ta sẽ như nào đây. Rồi một cái bò lệch lên khu bên trên của bản đồ, khu vực mà Phạm Đức Hiếu đã nằm xuống và nó là vô cùng đáng tiếc. Bây giờ thì lại trao đổi chiêu thức giữa vị trí của Hiro và vị trí của Ngạch rồi. Hiro có mình 5 kill cho nên Ngạch chưa có mình một mạng nào cả. Check vào vị trí của Hun. Bây giờ thì TN97 nằm xuống bởi vị trí của Johnny. Còn lại 11 người ở phút thứ 30 chúng ta mà thôi. Rất nhiều thanh niên bắt đầu có dấu hiệu di chuyển ở khu bên phải. Tao Là Tiến làm chủ được khu vực tầng 2, phát hiện ra vị trí của cường vô địch đang di chuyển. Trong khi đó thì Hất Lạc nhảy lên xe rất nhanh, một chiếc xe Dacia. Một chiếc xe Dacia màu đen vào trong khu bo. Tuy nhiên cường vô địch là người xuống xe trước và chiếm vị trí trong tình huống này rồi. Một quả sấm bốc được ném ra có lẽ là để an toàn hơn cho các tình huống tiếp theo. Hụt có mình mạng của Hất Lạc. Hất Lạc dừng xe ngay cạnh vị trí của Hụt luôn. Ngạch và Hiro vẫn đang ở trong khu bo vì Hụt bị lộ vị trí rồi. Bắn rất tốt từ vị trí của Ngạch mà bây giờ mới chỉ là mạng đầu tiên mà thôi. Hiro chắc chắn là biết điều này. Tuy nhiên Hiro không làm được gì trong tình huống này cả. Johnny chủ động đẩy lên trên. Và trên đầu đang là vị trí của Ngạch. Kê trước rồi. Làm sao để Zino có thể di chuyển ở phần trong khu bo đây. Đức Hiếu nằm xuống bởi vị trí của Nelty. Cái trò này của Nelty thì cũng không còn đẹp nữa rồi. Rất khó chịu. Vẫn chưa để kết thúc được mạng trong tình huống này. Bây giờ chúng ta cùng xem góc bên phải. Captain PTD chủ động di chuyển trên chiếc xe Buggy của mình. Xấy rất nhiều từ vị trí của Vinh Sama. Và vị trí dừng lại này rất gần vị trí của cường vô địch. Nổ lốp xe rồi. Có lẽ mà xấy vừa là vị trí của Ngạch và Zero. Quá trông trải và tất nhiên chắc chắn trong tình huống này Captain PTD phải nằm xuống mà thôi. Mạng thuộc về Ngạch và bây giờ mạng thứ hai của Ngạch rồi. Johnny nằm như người vô hình ở đằng sau vậy. Trong khi đó Nelty đã bất rời bỏ cái trụ hình dương vật của mình để di chuyển lên và đang kè vị trí của cường vô địch. Cường vô địch chiếm được trong khu bò rồi. Có mình một hòn đá và nó là vô cùng tuyệt vời. Zero vẫn chưa thể giải quyết được bài toán của Ngạch trong tình huống này. Trong khi đó thì Johnny vẫn cần phải di chuyển nhiều hơn để vào trong khu bò. Vẫn đang check và chưa biết vị trí Johnny ở đâu cả. Ngạch đang bối rối rồi. Ngôi nhà Ngạch thì vẫn đang ở trong khu bò. Tuy nhiên nguy hiểm thì đang rình rập, đang bị kẹp giữa vị trí của Zero và vị trí của Johnny. Tao Là Tiến liên tục sử dụng smoke để che tầm nhìn của đối phương. Lại một quả smoke nữa đem ra để di chuyển vào trong sâu hơn trong khu bò. Tuy nhiên lại bị phát hiện bởi vị trí của Vinh Sama rồi. Tiếng súng lại thu hút sự chú ý của Nelty trong tình huống này. Nelty đẩy lên tuy nhiên lại nằm xuống bởi Sama. Sama có mình với double kill và đó là vô cùng gọn gàng và nhanh chóng. Chỉ trong khoảng 15 giây mà thôi. Rồi đi bị sấy khá yêu máu rồi. Và thủ phạm rất có thể là Ngạch trong tình huống này. Bây giờ thì quấn được cho mình một cái first egg. Trong khi đó thì lại là một cái bò lệch trong khu bên phải. Cường vô địch liên tục phải di chuyển đón đầu bò trong các tình huống của mình. Vòng bò thứ 8 của chúng ta và chỉ còn 30 giây nữa thôi. Không có bất cứ một ai đang ở trong bò tại tình huống này cả. Tình huống cuối cùng rồi. Cái vòng bò cuối cùng rồi nếu như tôi nhìn không nhầm. Hạch vẫn đang cố gắng check vị trí của Johnny ở ngay dưới nhà. Trong khi đó thì Johnny vẫn đang nằm như một dẫn già ở khu vực bờ tường vậy. Tí nữa thì chúng ta hãy cùng xem cái vòng bò này nào. Tí nữa thì Vinh Sama bò được vào trong khu vực bò rồi. Cường vô địch nếu như muốn di chuyển vào trong khu vực bò thì sẽ phải đi qua khu vực hòn đá. Và tất nhiên là sẽ rất trống trải rồi. Ở trên tầng thì Zero chắc chắn là cũng phải nhảy xuống và cái bò chúng ta có thể thấy bắt đầu di chuyển rồi. Cùng xem nào, Zero là người chủ động nhảy xuống trong tình huống này đầu tiên, tôi nghĩ là như vậy. Ngạch cũng không có nhiều thời gian để đứng ở trên tầng 2. Bây giờ thì Johnny có mình mạng cường vô địch, trong khi đó thì Zero có mình mạng của Ngạch trong tình huống này. Johnny nằm xuống dưới và thấy vị trí của Johnny nằm xuống và thấy vị trí của Zero vẫn đang rất từ từ quấn băng đít. Vinh Sama đang là một trong những người có đít mà em tự hủy vãi luôn, mà bây giờ chúng ta chỉ còn lại màn solo 1v1 mà thôi. Zero có mình một chiếc xe hỏng và đó là vô cùng lợi hại rồi.
Trong khi đó Vinh đang ở khu vực trên tầng, phát hiện ra vị trí của Zero trong tình huống này. Zero nằm xuống thì chắc chắn là đéo bắn được rồi. Tầm nhìn là rất thấp. Ui, bắn quá chuẩn từ vị trí của Sama luôn. 9 viên đạn, không có viên đạn nào chính xác vào đầu của Zero cả. Chúng ta đang thấy màn trao đổi chiêu thức phải nói là vô cùng hấp dẫn từ vị trí của Sama và Zero. Cứ bị bắn một viên là hai thanh niên lại ngồi xuống hồi máu. Và đây đã là cái vòng cuối cùng của chúng ta rồi. 90 giây bao giây vừa, bây giờ Zero bị bắn vào đầu, Zero nằm xuống dưới để hồi máu, rất căng thẳng luôn. Zero có rất nhiều máu và băng vệ sinh trong tình huống cuối cùng này. Trong khi đó thì Sama thì sao? Sama cũng có cho mình ba cái first egg. Chủ động di chuyển sang khu bên phải, và tôi đánh giá ở cái vị trí này thì Sama là người có lợi thế hơn rất nhiều. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng xem cái khả năng di chuyển của Zero sẽ là như thế nào đây. Ngắm lên trên đồi chưa biết được vị trí của đối phương ở đâu. Cỏ rất cao và rất khó nhìn. Bây giờ sờ mốc được búp ra rồi. 10 giây nữa bò chúng ta sẽ bắt đầu chạy, và tất nhiên là không còn thời gian để suy nghĩ đâu. Ba quả sờ mốc được ném chúc vào chỗ địt mẹ, nó gọi là thông minh vãi lồn từ vị trí của Zero. Trong cái đó đi Sama thì sao? Chưa biết được là đối phương mình đã di chuyển hay chưa. Khói đang rất dày đặc rồi. Rất nhiều sờ mốc được ném ra từ vị trí của Zero. Còn lại cho mình những hai quả sờ mốc chủ động đẩy lên trên. Rất chủ động từ vị trí của Zero. Trong khi đó thì Sama vẫn chưa biết được điều gì đang xảy ra ở bên dưới. Quá căng thẳng. Bây giờ thì Sama chủ động ngó lên trên, chưa bắt được vị trí đối phương rồi. Di chuyển thông minh sang khu bên phải. Trong khi đó vị trí của Zero đang ngách ngó lên trên để check vị trí của Sama. Vẫn chưa thấy vị trí của Sama đâu cả. Nằm rất chi từ vị trí của Sama. Bây giờ Sama phát hiện chỉ một viên duy nhất từ vị trí của Sama và thôi. Và chúng ta xin chúc mừng vị trí của Vinh Sama có mình 2 triệu đồng tiền thưởng từ Amota. Các bạn đừng quên tải ví điện tử Amota ở đường link bên dưới và nhập mã giới thiệu ở trên màn hình 0328855573. Đừng quên share mã giới thiệu của bản thân mình cho bạn bè để nhập được các lượt quay và đổi phần thưởng vào 11 giờ trưa đến 12 giờ trưa ngày mai và 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều trên chợ Amota của chúng ta các bạn nhé. Mẹ bấm nhầm.